Thiên Anh kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn và bác sĩ Nguyễn Trình Hoàng phụ trách. Chương trình nhận mọi câu hỏi liên quan đến y tế của quý vị nếu quý vị gửi email đến địa chỉ nguyentrinhhoang@nguyentrinhhoang.com. Và lời đầu tiên, Thiên Anh xin được kính chào bác sĩ Nguyễn Trình Hoàng ạ. Tôi là bác sĩ Nguyễn Trình Hoàng, xin mến chào quý khán thính giả và mến chào Thiên Anh. Thì kính thưa bác sĩ, là trong nhiều tuần qua chúng ta đã có những chương trình nói về chuyện mất ngủ, và chương trình trước đây là chương trình về sự mất ngủ và làm cho chúng ta bị giảm trí nhớ đi. Thì không biết là hôm nay bác sĩ có thể trình bày thêm về việc vấn đề nhớ và quên của người dân được không ạ? Dạ, thì là nhớ và quên thì ngủ thiên an có hay quên không? Hay là có hay nhớ gì quên gì? Thiên An thấy mình quên hơi nhiều, tại vì nhớ trong lúc đi học thì ước gì học đọc đâu nhớ tới đó đỡ phải học. Dạ, thấy thì thấy là quên bài là quên nhiều nhất. Còn những cái khác quên thì chắc cũng chẳng biết là mình có quên hay không. Còn nhớ gì? Không biết nhớ cái gì nữa, nhớ những gì chắc cần nhớ trước khi thi thì nhớ bài học để ngày mai thi vừa đủ điểm. Dạ, yeah. Thì là nhớ thì với quên là cũng là một vấn đề của nhiều người phải không ạ? Thì thường thường người lớn tuổi thì hay bị quên nhiều hơn chút xíu, nhưng mà người trẻ tuổi thì cũng có lúc nhớ nhiều, có lúc quên. Nhưng mà nếu mà mình đi học mà mình không nhớ bài thì cái đó là, nếu mình chưa học bài mình không nhớ bài là chuyện đó chuyện dĩ nhiên rồi. Chứ còn nếu mà vô học mà không học bài cũng nhớ bài vậy thôi, ai cũng học giỏi hết rồi, không có chuyện gì để nói hết. Còn mình đang nói nhớ với quên đây là lúc cần nhớ hay là những cái thông thường mà mình không nhớ được thì đó gọi là mới là gọi là bị rối loạn về trí nhớ. Thì rối loạn trí nhớ thường thường là ai hay bị rối loạn về trí nhớ theo Thiên An? Theo Thiên An vẫn chưa hiểu cái cụm từ rối loạn trí nhớ là tức là hay quên, không có nhớ hay khi quên. Cần thiết. Theo thương chương trình lần trước thì mình nói ai mà không có ngủ đầy đủ thì Thiên Anh nghĩ là chắc những người không có sinh hoạt như sức khỏe yếu thì có thể cũng bị giảm sút trí nhớ. Thiên Anh chỉ nghĩ được trường hợp đó thôi. Dạ, yeah. Thì đó, thì nếu mà mình sức khỏe mình yếu thì là cơ thể mình nói chung là yếu hết, mà trong cơ thể mình thì cái não mình là bộ chỉ huy, và cái não là một trong những cái hầu như là cái phần quan trọng nhất của trí nhớ của mình, đúng không ạ? Dĩ nhiên mệt hết thì là mệt cái đầu mình, mệt cái đầu mình thì mình sẽ không có nhớ tốt được. Rồi còn ngoài ra có những trường hợp là hồi xưa mình nhớ tốt, nhớ hay mà bây giờ mình không có nhớ được thì là có thể là do bệnh. Thì giờ mình nói sơ sơ người trẻ trước rồi nói tới người già, tại rối loạn về trí nhớ tức là không có nhớ thì thường thường là hay nói là già rồi thì hay lú lẫn đại khái vậy đó. Thì mình sẽ nói nhiều về cái đó, nhưng mà trẻ cũng có thể, ví dụ như là mình bị, hay là già cũng vậy, mình bị căng thẳng quá đúng không ạ, thì mình không có nhớ được nhiều chuyện quá, mà mình không có giống như là tổ chức sắp xếp lại cho nó gọn gàng thì làm cái này mà nghĩ tới chuyện kia thì cái đầu mình nó rối rối tung lên hết, mình không có nhớ được. Rồi có nhiều khi là mình nghĩ là giống như là hay quên, dễ quên, nhưng mà thực sự là nhiều khi mình không có nhớ được chứ không phải là dễ quên. Tức là có hai cái khác nhau, một cái là quên với một cái là nhớ. Quên là làm sao? Quên tức là mình có nhớ rồi thì sau đó mình quên, đúng không ạ? Tức là phải có nhớ rồi mới có quên. Còn nếu chưa có vô nhớ mình thì đâu gọi là quên, đúng không ạ? Tức là vậy lâu quá quên tên anh này là gì, tức là hồi xưa mình có nhớ tên ảnh là cái gì, rồi giờ lâu quá không gặp rồi mình quên tên người đó, chứ còn mình đâu có nhớ thì không gọi là quên. Thì là có những trường hợp là mình không có nhớ được mà mình cứ nghĩ là tôi hay quên. Thí dụ như là mình bị rối loạn về mấy lần trước nói về mất ngủ, mình cũng có nói về mấy cái bệnh này, về lo lắng hay là về trầm cảm, thì lúc đó là nó không có vô cái đầu của mình. Tức là lúc nào cái đầu mình nó cũng ở trên mây ở đâu đó, đó là người ta nói mà nó nghe vậy thôi, nhưng mà nó không có vô tới lỗ tai mình, nó không có vô tới, không có vô tới đây, nó chỉ vô tới đây cái nó dội ra là nó chạy qua bên đây chứ nó không có chạy ngược lên đây. Thành ra là mình không có nhớ được. Thì ví dụ mình bị lo lắng thì đó là lúc đầu mình cũng lo, mình đang nói chuyện mà cái đầu mình không có tập trung vô cái hiện tại của mình, mà mình nghĩ nó đang lơ lửng ở đâu thì nó không có vô đầu mình, thì cái đó mình tưởng là quên nhưng mà thực sự là mình không có nhớ. Tức là mình nó không có vô trong cái bộ nhớ của mình, hầu như là nó chỉ lướt qua thôi chứ mình không có thấm vô cái bộ nhớ của mình. Bị trầm cảm cũng là như vậy. Rồi cũng giống như mình nói là ngủ thì mình mất ngủ thì chúng mình có nói rồi không ạ, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái
sức khỏe chung và tới cái não của mình thì cũng làm dễ bị quên. Rồi một số bệnh, thí dụ như là bệnh về tuyến giáp trạng ở đây, có nhiều người hay nói là bú cổ đó, thì nếu mà cái đó nó bị rối loạn, nhất là mình bị suy giáp, không thôi là suy gan, suy thận, tiểu đường, thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới, tại vì nó cũng là chuyển hóa của cái não của mình, nó cũng ảnh hưởng cái đó. Rồi nếu mình bị nhiễm trùng, thí dụ như mình bị viêm màng não hay là viêm não, thì dĩ nhiên là cái não nó bị, nó là cái chỗ để nhớ mà nó bị hư, giống như là cái hạt drive hay là cái bộ nhớ mà nó bị hư rồi, thì là nó bị rối loạn rồi, thì nó sẽ bị virus, thì nó giống như là cái hạt drive hay là cái memory card mà nó bị virus thì nó vô nó tùm lum hết. Rồi bị nghiện rượu thì cũng không nhớ được, thành ra bởi vậy nghiện rượu vô nói trầm sàm bả láp hết, không mà có nhiều khi là nhiều người muốn nói quá mà không biết làm sao, làm bố uống vài ly vô để nói trầm sàm bả láp cho đỡ tức thì xong rồi ngồi nói ủa vậy hả, tôi có nói đó sao. Rồi thiếu một số vitamin, ví dụ B12 thì cũng có thể làm cho mình không có nhớ được. Rồi một số loại thuốc thì cũng có thể ảnh hưởng tới trí nhớ của mình. Thì những cái trường hợp đó là nói chung là trẻ già gì hết mà mình có bị mất ngủ, rồi có bị căng thẳng quá, bị trầm cảm, bị lo lắng quá, không thôi là bị bệnh về tâm thần, nói chung bị schizophrenia chẳng hạn, thì là nó, cái đầu não mình nó rối loạn rồi. Rồi một số bệnh về nội tiết, ví dụ bị tuyến giáp trạng, tiểu đường, rồi bị nhiễm trùng của cái chỗ nhớ của mình, là cái não của mình, hay là cái màng não của mình, hay là nghiện rượu, hay là một số loại thuốc đều có thể ảnh hưởng tới mọi người. Còn thì khi mà mình bị những cái đó, mình muốn chữa thì mình biết cái nguyên nhân của nó, phải không ạ? Thì mình chữa nguyên nhân thì là hy vọng là nó có thể đỡ được. Ví dụ mình bị tuyến giáp trạng mình nó yếu quá, nó bị suy giáp trạng, nó bị không có trí nhớ tốt, thì mình uống thuốc vô cái hormone của tuyến giáp trạng vô thì là nó sẽ giúp cho nó hoạt động bình thường, thì là nó trở lại bình thường. Mình bị viêm màng não thì, hay là bị viêm não, mà nếu mình chữa sớm để mà nó đừng bị biến chứng luôn của cái não mình. Ta có những người bị xong rồi cái nó bị nặng quá rồi nó bị biến chứng luôn, không thì lúc đó không những bị mất trí nhớ luôn, hay là không có nhớ tốt, mà còn bị liệt rồi tùm lum hết nữa, thì là mình chữa sớm để cho nó trở lại bình thường được, không có bị biến chứng của những cái bệnh đó. Thì có thể là trong những trường hợp có nguyên nhân đó mình chữa nguyên nhân, và nhớ là có nguyên nhân thì bao giờ cũng vậy, chữa càng sớm thì càng tốt, chứ mình đợi trễ quá thì có nhiều khi là chữa không được cái nguyên nhân đó, nó chỉ là cứu, nó vớt vát được chút xíu nào hay chút đó thôi, chứ không phải là chữa hết hoàn toàn. Cho Thiên An hỏi bác sĩ nó là có thể nếu mà bị nhiễm trùng viêm màng não thì ảnh hưởng tới não, mà nó có phải vùng là cái màng não là cái điểm quan trọng chính ảnh hưởng tới cái trí nhớ của mình, hay là cái vùng nào, có bác sĩ có nhớ rõ là vùng nào trong não sẽ ảnh hưởng? Trí nhớ của mình thì là nguyên cái đảo mình có nhiều vùng, có vùng nhớ về số nhiều, có vùng nhớ về cái này với cái kia, có nhiều vùng, mỗi vùng nhớ về những chuyện khác nhau. Nhưng mà nói chung là nó ảnh hưởng tới cái não của mình thì nó ảnh hưởng chung với cái trí nhớ của mình. Nói chung còn ví dụ như đụng vô vùng này thì quên về toán nhiều hơn, vùng kia thì quên nhiều hơn, thì là chắc mình cũng không cần phải đi sâu quá, tại cũng không ai nhớ là gì, ngay cả tôi cũng không nhớ, nói thẳng ra. Dạ tại thì anh chỉ nhớ những trường hợp, số trường hợp một người ta bị tai nạn xong rồi người ta quên mất là trong khoảng thời gian đó, nên thì chỉ thắc mắc chút xíu về giải phẫu học. Dạ đúng rồi, có một số tai nạn tự nhiên quên, cái tự nhiên cái hồi cái nhớ lại, không phải tức là chỉ nhớ, chỉ quên cái khúc mà trước đó, còn sau đó thì nhớ, tức là ví dụ bị tai nạn ngày tháng 9 ngày 11 ví dụ như vậy, thì sau đó thì nhớ, còn trước đó không nhớ. Tự nhiên gặp vợ mình cũng không nhớ, còn cô nào đó thì mình lại tưởng là vợ mình, thí dụ như vậy. Dạ. Nhưng mà nãy giờ làm bác sĩ trình bày những nguyên nhân có thể gây đến việc mà không nhớ được, hay là nó có về how about việc quên, nó có tương tự như chứng không nhớ được không, hay là nó có những nguyên nhân khác? Quên thì là tức là mình có nhớ rồi mà mình quên, thì cái đó một trong những cái thường gặp nhất là tuổi tác, phải không ạ? Thì tuổi tác thì thường thường là lớn tuổi thì dễ quên hơn, ta hay nói người lớn già rồi nhớ giờ, dạo này tôi già quá lẫn lộn hết trơn không nhớ gì hết. Đại khái là lớn tuổi thì nó sẽ quên, nhưng mà lớn tuổi có thể là lớn tuổi là quên do tại vì cái não mình nó bắt đầu nó chai rồi, phải không ạ? Với lại nó cũ rồi, giống như xe cũ rồi, bắt đầu nó bị yếu rồi thì nó quên, nhưng mà cũng có thể là do bệnh. Và một trong những cái bệnh mà hay làm cho người ta
bị lú lẫn nhiều nhất mà của người lớn tuổi là cũng chắc cũng nhiều biết là bệnh Alzheimer. Thì khi mà mình bị quên ở lớn tuổi thì mình bác sĩ sẽ khám mình, thứ nhất là bất cứ ai quên thì cũng khám coi có mấy cái nguyên nhân giống như hồi nãy không, thí dụ như là coi họ có uống rượu không, thử máu coi có thiếu B12, có thiếu acid folic, những cái chất gì ảnh hưởng trí nhớ không, coi hỏi kỹ coi có bị lo lắng, có bị trầm cảm gì hay không. Rồi dĩ nhiên là nếu mà thấy mê man này kia, thường thường viêm màng não này kia là coi như là thấy cũng nặng lắm, lơ tơ mơ mê man không biết gì hết, chứ không phải là ngồi mà nói tùm xà bá láp không. Thành ra là coi coi có nguyên nhân gì hay không, phải không ạ? Rồi xong lúc đó sẽ chữa nguyên nhân đó, còn nếu mà không có nguyên nhân thì lúc đó là mình mới coi là cái đó là tại lớn tuổi hay là bị Alzheimer. Thì nếu mà thì khi mà lớn tuổi thường gặp nhất á, mà người lớn tuổi mà quên đó, thì là phải để ý cái đó là người lớn tuổi mà quên với lại Alzheimer khác nhau làm sao. Thứ nhất là nếu mình lớn tuổi mà mình quên thì mình chỉ quên có một phần thôi, tức là chỉ là thí dụ như là lớn tuổi mình quên một chút xíu thôi, chứ không phải mình quên hết nguyên một câu chuyện. Còn nếu mà bị Alzheimer thường thường mình quên hết luôn luôn nguyên một cái phần, nguyên một cái câu chuyện đó luôn. Rồi nếu mà bị lớn tuổi thì có thể lúc đó mình quên nhưng mà sau đó mình nhớ lại, tức là tới đó tự nhiên thấy người này quen quá, mới gặp tức thì mà sao tự nhiên giờ quên không nhớ tên gì, không biết tôi có lớn tuổi không mà tôi cũng hay bị vậy đúng không? Gặp tự nhiên bất thình lình đó, mình không nhớ tên gì, thành ra bởi vậy gặp ai cũng kêu em ơi anh ơi thôi, đừng kêu tên rồi kêu lộn tên mới xong phiền phức không? Rồi sau đó mình sẽ nhớ lại. Rồi còn lớn tuổi đó thì là thường thường là mình nhớ chuyện mình quên đó, thì là mình quên đủ thứ chuyện hết, chuyện cũ chuyện mới cũng quên, tức là quên bình thường. Còn nếu mình bị Alzheimer đó là mình quên cái gì hiện tại chứ không phải là quên những cái chuyện quá khứ, ví dụ như là chuyện quá khứ hồi lúc hồi xưa mình đi học lớp 1, lớp 2 quốc văn giáo khoa thư, học bài học gì câu chuyện gì nhớ đọc thuộc lòng hết, còn chuyện mới đây hôm qua hôm kia mình để đồ ở đâu không nhớ đâu hết. Rồi mới mượn tiền ta mới có hôm qua nay quên mất tiêu không nhớ đâu á, thí dụ như vậy không ạ. Rồi có nhiều cái, còn hồi xưa má mình sinh ra là mình nhớ má mình tên là cái gì tại hồi xưa, còn mới cưới vợ có 1 tháng thôi thì có thể là quên, không biết vợ mình là ai, đi ra gặp bà hàng xóm ủa không biết bà này phải vợ tôi không, thí dụ như vậy. Đi về đi lộn nhà không thôi, đi tới ngã tư rồi không biết quẹo bên phải quẹo bên trái thôi, chạy đã đời ngồi xong rồi không biết mình đang ở đâu, thí dụ như vậy, tức là quên gì hiện tại. Thì anh Thì thấy mấy người lớn tuổi chắc không có mượn tiền là quên đâu, mà sợ cho mượn rồi lại không nhớ đòi. nhưng mà cũng có thiệt ra là mấy người mà cái này là thật luôn chứ mà, thì đúng rồi, thì là sợ cho mượn không nhớ đòi, nhưng mà mượn rồi cho quên quên trả cũng. Nhưng mà thường nhất cái mà tôi thấy đó là bị bệnh đó, mà gây lộn nhất trong nhà là nói là ủa mày lấy tiền của tao hả, hay là ủa mượn tiền xong không trả, phải không? Tự Thực nhiên sự nhớ thời lúc dạ mượn không nói nhớ hồi lúc nào trả. nói thôi là nhớ là tiền, ủa tiền về sao giờ đâu mất tiêu rồi, không không biết Không tiền nhớ để Medicare đâu. Medicare đó, ở trong nhà nhiều khi là vợ cha mẹ con cái, nhiều khi con cái nếu mà hiểu vậy thì không sao phải không, còn nếu không hiểu là dễ bị tức lên lắm, tại tức là giống như mình đã lo cho cha mẹ rồi còn bị nói ăn cắp tiền này kia nữa, thành ra dễ gây lộn. Thành ra là mấy người mà lo mấy người Alzheimer là thường thường ta phải đi học mấy cái lớp, nên đi học để biết cái bệnh nó làm sao để mình take care mấy người đó, chứ còn nếu không thì là mình sẽ dễ bị trầm cảm, không thôi là nhiều khi bực bội gây lộn, không ai không có tốt trong nhà luôn. Dạ bác sĩ à, cái bệnh Alzheimer này thì em nghĩ là cái cũng có rất là đông những người trong gia khán giả mình, có người trong gia đình bị, tại vì người Việt qua hải ngoại đã thời gian đã khá lâu, 30 mấy năm, 40 năm, và rất nhiều người đang chuyển qua cái tuổi cao niên. Và hy vọng là chương trình lần sau bác sĩ sẽ dành nhiều thời gian hơn để nói về bệnh Alzheimer, thì em nghĩ rất là thiết thực cho khán giả mình. Thì nói chung là nhớ với quên là chuyện thường ngày, nhưng mà nếu mình bị quên quá quên nhớ quá thì nó cũng có thể không có tốt lắm, thành ra là mình nên tìm hiểu coi làm sao. Rồi chưa kể nếu mà trong nhà mình có người lớn tuổi mà hay quên, nhất là quên những cái chuyện dễ tức, thì mình hy vọng là qua những cái câu chuyện này mình sẽ biết là tại sao như vậy, để mình trong nhà nó sẽ vui vẻ nhau hơn dù là người kia bị bệnh, và mình biết cách để mình chăm sóc cho người lớn tuổi hơn. Và kỳ sau mình sẽ nói tiếp cái đề tài này. Kính thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Và Thiên An cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả, và hẹn gặp quý vị trong chương trình lần tới.
niệm 35 năm Nhật Báo Người Việt, 35 năm mới có một lần, chương trình discount 90% quảng cáo cho các cơ sở thương mại mới thành lập, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thành lập từ 22 tháng 2 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Chương trình áp dụng từ 22 tháng 8 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Mọi chi tiết, xin quý vị liên lạc với tòa soạn Nhật Báo Người Việt 14771-14772 Moran Street, Westminster, CA 92683, điện thoại 714-892-9414 hoặc vào trang nhà báo điện tử Người Việt www.nguiviet.com. Trân trọng kính chào.